vũ trụ luận của Phật giáo, ngoài thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật còn giới thiệu về thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, bậc đạo sư và thầy thuốc tâm linh trị liệu nỗi khổ, niềm đau về thân và tâm của con người. Khi Đức Phật Dược Sư nhập định, từ trong nhục kế của Ngài phóng ra luồng ánh sáng lớn, đối chú Đà La Ni: nếu có thiện nam tín nữ nào chịu những khổ nạn nguy hiểm, hay gặp phải những chứng bệnh hiểm nghèo, hoặc mong cầu những việc gì, thì chỉ tâm trì tụng chú và danh hiệu của Đức Phật Dược Sư sẽ được toại ý nguyện. Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiết. Dược Sư Phật, Dược Sư Phật, tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật, tùy tâm mạn nguyện Dược Sư Phật. Nếu ở cõi phương Tây có Đức Phật A Di Đà với 48 lời nguyện, thì ở phương Đông cách 10 muôn ức cõi có Đức Phật Dược Sư với 12 lời nguyện lớn. Xây dựng thế giới tình lưu ly rất đối an, lành một ảnh hình trang nghiêm, ánh quang minh rạng ngời xuất hiện cõi ta bà đau khổ, cứu vớt chúng sanh có căn lành hữu duyên. Ta bà mong manh kiếp tạm hờ còn trăm luân, ba chướng nghiệp tham sân si cứ đeo hoài triền miên. Nếu thân tâm ta về Phật Dược Sư thì sẽ có ánh quang ngài hoàn toàn như ta lê. Ngài hộ trì chúng sanh tránh khỏi những nguy nan, diệt trừ ba độc tố, diệt gốc khổ đau của cõi nguồn sân hằng si mê. Đức Phật Dược Sư là đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên, nguyện độ chúng sanh thoát khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác. Ánh quang minh chói rọi khắp nơi nơi, phá đi vô minh tâm tối mê. Xa lìa mộng tưởng đảo điên mà giác ngộ Bồ Đề, niệm danh hiệu Đức Dược Sư sẽ diệt đi sự tham lam bích kỳ, mở rộng lòng từ mà bố thí gieo nhân. Dược Sư nghĩa là thầy thuốc chữa các bệnh khổ cho chúng sanh còn trong dòng trầm luân mê đắm. Thân tâm thanh tịnh sẽ được ngài gia hộ, ánh sáng tuyệt vời tinh anh trong suốt ngày.
Niệm Phật dược sư tiêu tai nghiệp chướng trần lao, giữ lòng sạch trong ánh sáng quang minh soi vào. Lập đàn treo phan tu bá quan trai trì trang nghiêm, cực lạc tình lưu ly ban đời sống an lành. Ngài là thần y ban liều thuốc chữa cơn bình đau, là liều linh chi cứu đời con thoát qua tử sanh, là liều linh chi cứu đời con thoát qua tử sanh. Nam mô dược sư lưu ly quang dương Phật. Đức Phật dược sư là một trong vô số chư Phật có quốc độ và lòng từ bi rộng lớn. Nếu ta nhất tâm trì niệm danh hiệu với tính hạnh nguyện thì sẽ được thân tâm an lạc, phước báo vô lượng vô biên và các bệnh khổ được tiêu trừ. Khi ta niệm danh hiệu dược sư chư đại Bồ Tát hộ trì, dùng trời phương đông trầm hương tỏa ngát, con chấp tay xin cảm tạ công ơn Ngài ban đã cho con vượt qua cõi khó khăn cuộc đời. Nguyện từ đây phát Bồ Đề tâm, cứu giúp bao người lầm than, theo phước điền cho mãi về sau. Con sẽ làm điều lành phóng sanh bố thí, đời sống đạo đức trong ta là quả tốt nhân lành. Nam mô dược sư lưu ly quang dương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang dương Phật. Khi tụng kinh dược sư từ 7 đến 49 ngày với lòng thành kính thì sẽ cảm nhận được sự màu nhiệm ấy. Tôn thờ 7 hình tượng Phật dược sư, nhờ thần lực của Ngài là pháp trừ nghiệp chướng, tâm hỷ xả an vui tự tại. Đó là những lời Phật dạy chúng con, sống có chánh niệm trí tuệ sáng suốt, hành Bồ Tát đạo có thế giới thanh nhàn. Giải kiết, giải hoàn kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Phương đông cõi tình độ lưu ly, hào quang tỏa khắp diệt đời vô minh.